cấp công ty trách nhiệm hữu hạn May Tiến Oanh của Quang Trung Tiên Sơn chẳng hạn. Mình là làm trong lĩnh vực gia công hàng may mặc. Mình đã sử dụng cái gói xây dựng quy trình cho doanh nghiệp Tiên Oanh. Quy trình là một cái tài sản của doanh nghiệp, thì mình muốn xây dựng những quy trình đó và áp dụng cho Tiên Oanh để mong muốn là Tiên Oanh ngày càng phát triển. Mình thì đã tham gia rất nhiều cái công ty tư vấn và mình cảm thấy tư vấn của bên BDCA, đội ngũ của BDCA và đội ngũ chuyên gia tư vấn vừa có tâm vừa tầm để mà giúp doanh nghiệp mình có thể phát triển được, nên mình chọn gói tư vấn của bên BDCA. Trong quá trình vận hành quy trình gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là bên về sản xuất của doanh nghiệp Tiên Oanh, thì mình đã được bên chuyên gia của bên BDCA đã giúp đỡ và kèm cặp và giúp do Tiên Oanh phát triển. Trong 2 tháng vận hành thì mình đã cảm nhận được là đạt 70-80% rồi, mà chắc chắn là trong tương lai sau này mình sẽ phát triển tốt nữa. Về cái xây dựng quy trình, một mình đi thì không thành công mà mình phải có đội nhóm, thì mình cảm nhận là các bạn đang vận hành tương đối là tốt. Xin chào tất cả các anh chị, tôi tên là Lê Văn Tính, tôi làm phần quản đốc công ty May Tiên Oanh. Như bản thân tôi là quản lý nhân sự và quản lý công việc chung của công ty, thì tôi thấy quy trình về công ty May Tiên Oanh rất là hợp lý, giúp cho những công việc quản lý của chúng tôi công việc là mình sẽ không chồng chéo lên nhau, tức là bộ phận nào cũng có quy trình, bộ phận đấy và làm theo quy trình thì mình là quản lý của mình sẽ quản lý chung. Trong quá trình vận hành thì nó sẽ còn gặp rất nhiều khó khăn, nhưng mình tin rằng có sự đồng hành của BDCA và đội nhóm làm việc trong Tiên Oanh thì Tiên Oanh sẽ phát triển được. Phát triển và được sự đồng hành của bên BDCA thì đó niềm vui và vinh hạnh nhất của mình. Khi mình cầm cái gói quy trình này, mình cảm thấy rất vinh hạnh. Quy trình là một tài sản rất quan trọng. Nếu như mà Tiên Oanh mà vận hành cái quy trình này đảm bảo đúng và đủ thì tin rằng Tiên Oanh sẽ rất là phát triển. Cảm ơn BDCA rất nhiều. Mình hy vọng rằng BDCA sẽ mở rộng hơn để giúp đỡ những doanh nghiệp đi lên từ nghề và người ta chưa có đủ năng lực để xây dựng một cái gói quy trình như này, để người ta áp dụng quy trình để công ty người ta càng ngày càng phát triển hơn nữa. Quyết tâm thực hiện quy trình, quyết tâm đưa Tiên Oanh lên một tầm cao mới. Quyết tâm, quyết tâm, quyết tâm, quyết tâm.